Rồi, tiếp tục mình sửa Cambridge English Preliminary English Test Test 2, có nghĩa là cuốn PET 2 ha các bạn, Test 1. Ok, phần Reading and Writing, thời gian làm bài của cái format cũ là 1 giờ 30 phút, bao gồm cả phần viết. Phần Part 1 này mình sẽ có 5 câu. Nhiệm vụ của mình là bên trái họ có một cái mẫu thông tin nè. Ví dụ no bicycle against glass please, không có dựa xe đạp vào kính. Thì mình sẽ chọn cái ABC. Mark the letter next to the correct explanation. A, B hoặc là C on your answer sheet, tức là cái nào đúng thì mình ghi vô ha. Rồi, ở đây là mình khoanh tròn hoặc gạch đích khi mà đi thi á. Cái đề thì các bạn sẽ được quyền bôi, xóa, gạch sửa trong đó. Nhưng mà khi mà đi nộp bài thì các bạn nhớ chép cái kết quả vô cái answer sheet phía sau theo hướng dẫn ha, để không thôi tránh cái trường hợp làm vô đây cái nộp cái đề đề Cambridge họ hủy, họ không có gửi qua bên kia để chấm điểm cho các bạn đâu. Rồi, câu A là gì? Do not leave your bicycle touching the window, là không có được dựa cái để cái xe đạp đụng vào cái cửa sổ. Vậy cái này nó phù hợp với cái câu thông tin bên đây ha, ví dụ người ta làm rồi. Còn câu B là do not ride your bicycle in this area, không có được chạy xe đạp ở khu vực này, thì cái này không có nói. Broken glass may damage your bicycle tire, kính mà bể á, thì có thể gây hại cho cái vỏ xe hoặc ruột xe của bạn, cái thông tin này cũng không có nói luôn. Ok, mình qua câu số 1, number one. Ở đây mình có một cái mẫu note gửi cho Francesco. Problem, Maria borrow my history textbook and she away. Could you lend me yours? Leave it with Ken when you see him. Thanks, Natalie. Natalie gửi cho Francesco. Có vấn đề rồi. Maria đã mượn, cái này là viết tắt của chữ he các bạn, đã mượn cái quyển sách giáo khoa lịch sử của tôi và cô ấy đã đi vắng rồi, cho nên bạn có thể cho tôi mượn cuốn của bạn không? Ok, đã gửi nó cho Ken ha, khi mà bạn nhìn thấy anh ấy. Cảm ơn Natalie. Như vậy bên đây cái nội dung là whose textbook does Natalie want to borrow, là cái cuốn sách giáo khoa của ai mà Natalie muốn mượn. Ở đây mình có ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Ken. Ken là người mà Natalie mượn, thì mượn của ai? Mượn của Francesco, rồi gửi thì gửi cho Ken ha. Còn Maria là cái người mượn sách giáo khoa của Natalie. Như vậy ở đây người ta hỏi quyển sách giáo khoa của ai mà Natalie muốn mượn, thì là Francesco này ha các bạn, cái người mà nhận cái note này nè. Ok, rồi đánh dấu vô ha. Rồi tiếp tục mình qua câu số 2. Ok, mình có cái thông báo this car park is locked after business hour each day. Cái bãi đỗ xe này nè thì khóa, đóng cửa khóa lại sau cái giờ mà hoạt động giờ kinh doanh, thì ở đây có nghĩa là giờ hoạt động bình thường á, mỗi ngày. Như vậy câu A, user là cái người dùng must lock the car park after leaving, phải khóa cái bãi đỗ xe lại sau khi rời đi. Cái thông tin này không có nói. Câu B, people can park here while they are at work. Người ta có thể đổ xe hơi ở đây trong khi họ làm việc là đúng rồi. Bãi đỗ xe sẽ mở cửa vào cái giờ làm việc mà. Còn sau đó mới đóng. Sau đó là locked. Rồi, this car park is for employee only. Cái bãi đỗ xe này chỉ dành cho nhân viên. Thì cái thông tin này cũng không có nói ha. Đáp án của mình là B. Rồi, câu số 3, player wanting. Ở đây là tuyển dụng á các bạn. Một cái người mà có cái hình mà bạn thấy chữ wanted, có nghĩa là lệnh truy nã trên tờ báo. Đồng thời ở đây cũng là thông tin là cần cái người chơi for Friday basketball match against Barton College, để dành cho phục vụ cho cái trận đấu bóng rổ vào thứ sáu chơi với lại trường cao đẳng Barton. Can you help the team? Bạn có thể giúp cái đội không? Come to the gym at 3 p.m. today. Đến cái phòng tập thể hình vào lúc 3 giờ chiều hôm nay. Whatever your level, trình độ gì của bạn cũng được hết. Như vậy câu A, the basketball team only want to see experienced player là sai. Cái đội này chỉ đội chơi bóng rổ á, chỉ muốn tuyển dụng cái người mà có kinh nghiệm thôi. Người chơi có kinh nghiệm, trong khi dòng cuối cùng bên đây của mình là whatever your level, thì bên đây nó là experienced player, cái này nó bị sai ha. Rồi câu B của mình là gì? There are enough
team member available on Friday, không có đủ cái họ thành viên trong cái đội để chơi vào ngày thứ sáu. Thông tin này là đúng ha các bạn. Mình chọn B ha. Rồi câu C, the Barton college team will visit the gym later today, là cái đội của trường cao đẳng Barton thì sẽ đến cái phòng gym muộn ngày hôm nay. Cái ai đến cái phòng gym này các bạn? Mấy cái người mà được tuyển dụng á, có nghĩa là ai mà muốn tham gia vào ngày thứ sáu thì đến phòng gym 3 giờ chắc thử thể hình hay gì đó. Rồi như vậy câu C này của mình nó bị sai nè. Không phải là đội của trường cao đẳng Barton đến phòng gym, mà những cái người mà muốn tham gia trận đấu vào thứ sáu thì đến. Ok, rồi mình qua câu số 4. Cha on summer evening, nhạc cha vào cái buổi tối hè. No tickets left for Sunday performance, không còn vé dành cho cái buổi trình diễn ngày chủ nhật. Như vậy câu A, on Sunday evening tickets are already sold, tất cả cái vé mà vào tối chủ nhật á thì đã được bán. Thông tin này là ok, match với bên đây ha các bạn. Mình chọn A. Còn câu B, you must book ticket for Sunday in advance, bạn phải đặt cái vé cho ngày chủ nhật mà đặt trước, in advance là đặt trước, thì cái thông tin này nó không có nói. Ok, vậy mình không có đề cập tới ha. Còn câu C, a ticket is not necessary for Sunday evening, là cái vé thì nó không có cần thiết cho cái Sunday evening, là cái buổi tối chủ nhật. Trong khi bên này là phải mua vé, là no ticket. Như thông tin C này nè, nó có thể là sai luôn á. Rồi tiếp tục mình qua câu số 5. Từ ga Como gửi cho Charlotte, what time do your flight arrive tomorrow, mấy giờ thì chuyến bay của bạn đến vào ngày mai. Can pick you up if it's earlier than midday, as I'm holding a meeting at office. Sorry, không thể đón bạn nếu mà nó sớm hơn buổi trưa, bởi vì tôi đang phải điều hành, tham dự một cái cuộc họp ở tại văn phòng. Sorry, rất là lấy làm tiếc. Như vậy câu A là Giacomo này, we'll be able to see Charlotte early tomorrow morning, là sai. Buổi sáng là phải làm gì, phải họp á các bạn. Bên đây người ta nói là can pick you up earlier than midday, như vậy bên đây early tomorrow morning là sai. Ok, câu B, Charlotte need to arrive in time for Giacomo meeting tomorrow, Charlotte thì cần đến đúng giờ cho cái buổi họp của Giacomo vào ngày mai. Thông tin này không có nói, chỉ biết là cái ông Giacomo này ổng tham dự cuộc họp tại công văn phòng thôi, chứ còn ông Charlotte này đến vì mục đích gì thì không có nói. Rồi câu C, Giacomo can collect Charlotte from the airport tomorrow afternoon, Giacomo có thể đón Charlotte từ cái sân bay vào trưa ngày mai. Thông tin này đúng ha các bạn. Ok, rồi mình chọn đáp án là C. Rồi ok, mình xong part 1 ha. Rồi ok, mình qua part 2, question 6 to 10. The people below all want to go to the cinema, mấy cái người dưới đây thì đều muốn đi đến rạp chiếu phim ha. On the opposite page there are description of 8 film, bên trang đối diện sẽ có mô tả của 8 bộ phim. Decide which film letter A to H would be the most suitable for each person or number 6 to 10, mình sẽ quyết định bộ phim nào đánh dấu ký tự từ A cho đến H thì nó sẽ phù hợp cho từng người, hoặc là người từ cái số 6 tới 10. For each of the number, mark the correct letter on your answer sheet. Cái này hướng dẫn làm bài, tức là chỉ sau khi mình làm xong cái đề thì gạch xóa bôi sữa gì cũng được, ghi chú, nhưng mà mình chép vào cái answer sheet thì người ta mới chấm điểm ha. Cái này lưu ý quan trọng ha. Có nhiều bạn làm trong đề đã cuối cùng không có nộp luôn cái đề mà không có ghi vào answer sheet thì không có được điểm nha. Ok, number 6, một người, Joe is studying at university, at university. Joe thì học vẽ ở tại trường đại học. She usually go to the cinema on Friday evening, cô ấy thường đi đến rạp chiếu phim vào tối thứ sáu. She enjoy film that are based on real life and from which she can learn something. Cô ấy thích xem cái bộ phim mà nó dựa vào một cái cuộc đời có thật ha, từ đó có thể học được một thứ gì đó. Number 7, Shaola had decided to take her mother to the cinema for her birthday. Shaola thì quyết định dẫn mẹ đến rạp chiếu phim cho ngày sinh nhật của bà ấy. They both like love story and that have happy ending. Cả hai bọn họ thì thích những cái câu chuyện về tình yêu mà có kết thúc, có vui vẻ, hạnh phúc.
Brian a hardworking medical student. Brian là một cái sinh viên trường y, là học hành rất là chăm chỉ. He doesn't have very much free time, but he likes going to the cinema to relax and enjoy a good laugh. Anh ấy thì không có nhiều thời gian rảnh, nhưng mà anh ấy thích đi đến rạp chiếu phim để thư giãn, và thích những cái bộ phim mà nó mang lại cái tiếng cười vui vẻ. Number 9, Adam wants to take his 8 years old son Mark to the cinema at the weekend. They want to see a film with plenty of excitement. Adam thì muốn dẫn cái người con trai 8 tuổi là Mark đến rạp chiếu phim vào cuối tuần, và họ muốn xem bộ phim mà nó có rất là nhiều những cái excitement, những cái thú vị, phấn khích ha. Harry and George go to the cinema about twice a month. Harry và Joyce thì đi đến rạp chiếu phim 2 lần một tháng. They particularly like detective story and do not pay much attention to which actor are in the film. Họ thì đặc biệt thích những cái câu chuyện về thám tử, và không có quan tâm đến diễn viên nào ở trong bộ phim. Rồi, qua bên trang đối diện, sau khi mà các bạn đọc hết, lướt qua 6 cái câu, 5 câu từ câu 6 đến câu 10 một lượt như vậy, thì mình cũng qua mình mới đọc các cái bộ phim mà mình chọn. Nó sẽ nhanh hơn là nếu mà bạn đọc từng câu. Thế dù bạn đọc cái câu số 6 xong, các bạn qua bên đây nè, bạn mới đọc hết. Tới chừng mà được rồi bạn mới đánh dấu vô. Thì như vậy tới câu thứ 2, câu số 7 bạn đọc rồi, bạn cũng lặp lại cái bước đó. Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là mình đọc một lần 5 câu, cố gắng nhớ 2-3 câu, tức là càng nhiều càng tốt. Thì qua đây bạn đọc, bạn chọn nó nhanh hơn. Ok, A, The Delivery là tên bộ phim. Jim Chester in this well-known comedy about two workmen who had to deliver a long piece of wood to a house, but unfortunately the performance are poor and the film is too long for such a simple joke. Jim Chase, những cái ngôi sao, Jim Chase là tên ha, thì ở trong một cái vở hài kịch nổi tiếng này về hai cái người thợ, những cái người mà phải chuyển một cái khúc gỗ dài đến một căn nhà, nhưng mà thật không may thì cái diễn xuất quá tệ và cái bộ phim quá dài cho một cái hài hước mà nó đơn giản như thế. Như câu A này, là cái bộ phim A này bạn thấy nó không hợp với ai hết. Thôi mình qua tiếp bộ phim B. And tomorrow we find you. Và ngày mai chúng tôi sẽ tìm thấy bạn ha. A fast moving adult story about San Francisco policeman in danger. Based on real life happening, it keeps you guessing right until the last minute. Although there are no big star, there are some fine performances. Một cái câu chuyện về người lớn mà fast moving là cảm động, về những một cái người cảnh sát ở San Francisco gặp nguy hiểm dựa vào một cái sự việc mà nó có thật mà đang diễn ra ha, và nó giữ cho bạn phải guessing là suy đoán ngay từ đầu cho đến phút cuối cùng. Mặc dù không có những cái ngôi sao nổi tiếng, big star, ngôi sao lớn, nhưng mà vẫn there are some fine performance, tức là cái diễn xuất thì rất là ổn. Như vậy hồi nãy khi bạn đọc thấy real life á, các bạn bạn nhớ thấy có một cái người nào đó, real life happening, bên đây cũng có real life, cái mình sẽ đầu cái mục là based on real life, thì bạn cần feel liền, bạn sẽ chọn xem cô này nè, cổ thích bộ phim mà dựa vào cái cuộc đời có real life ha, cuộc đời thật, và từ đó có thể học thứ gì đó. Nhưng bên đây cũng có real life happening, cái mình thầy nhìn thấy vậy bạn sẽ dễ dàng chọn cái này lắm. Nhưng mà nó không phải ha, bởi vì cái này thì cô không học gì hết, nó là một câu chuyện cảm động thôi. Rồi, đồng thời mình xuống mình thấy ở mục số 10 nè, thì nó là một cái câu chuyện, đặc biệt là thích một cái những cái câu chuyện mà detective mang tính là thám tử, thì bên kia nó có suy đoán từ đầu tới cuối, rồi cũng không có quan tâm đến diễn viên nào ở trong phim. Như vậy thì cái B này nó phù hợp cho câu số 10 hơn, nhà mình sẽ chọn số 10 là phim bộ phim B ha, cho cái cặp số 10. Và bên đây mình tương tự mình đánh số 10 vô để mình làm tiếp khỏi mất công lộn. Rồi tiếp mục C, The End of the Earth, kết thúc của trái đất. Story based on a real life journey to the South Pole. This film contains some quite wonderful wildlife photography. Make sure you see it
Why you have the chance or you be sorry. Một cái câu chuyện mà dựa trên một cái chuyến đi có thật đến cực Nam. Và bộ phim thì chứa nhiều cái hình ảnh về cái con thú hoang dã mà tuyệt vời, khá là tuyệt vời. Hãy đảm bảo rằng bạn xem nó trong khi nếu mà bạn có cơ hội ha, hoặc là bạn sẽ cảm thấy tiếc. Như vậy hồi nãy cái mục số 6 mình vừa mới nói là nó dính tới cái đây, cô này cũng muốn xem một cái gì đó mà nó dựa trên cái mục phải là real life có thiệt ha, và học một thứ gì đó thì nó hoàn toàn phù hợp là cổ học được cái những con thú hoang dã, những cái hình ảnh rất là tuyệt vời nè. Và nếu không á thì làm sao bạn sẽ cảm thấy hối tiếc ha. Ok, như vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô số 6 là C, nó hợp lý. Ok, đây là câu chuyện real life journey. Rồi cổ sẽ học rất là nhiều thứ, bao gồm có con những cái hình ảnh về đời sống hoang dã. Rồi đảm bảo make sure ha là xem nó, hoặc có cơ hội hoặc là sẽ lấy làm tiếc. Rồi mục D, Island of Fire, đảo lửa, tức là chắc đảo bị hỏa hoạn gì đây. You get spectacular scenery and lots of thrill in the action backstory in which a young sea captain rescue terrified villager from a volcanic island in the South Sea. Bạn có một cái những cái cảnh ngoạn mục và rất là nhiều cái sự sợ hãi ở trong một cái câu chuyện mà action back là có vẻ như hành động, có ghém cái hành động lại. Trong đó thì một cái người thuyền trưởng trẻ cứu những cái dân làng mà bị sợ hãi từ một cái hòn đảo mà đang bị núi lửa ở biển Nam. Như vậy hồi nãy mình sẽ thấy nó có một cái bên đây có một cái cặp á các bạn, là số 9 nè, thì dẫn con đi, không có quan tâm gì đến là ok, chỉ muốn gì? See a film with plenty excitement. Như vậy thì cái bộ phim này nó hoàn toàn phù hợp ha. Ok, mình đánh số 9 vô là D, tức là Adam dẫn con trai 8 tuổi đi xem phim, và họ chỉ muốn xem bộ phim mà có nhiều cái plenty of excitement, nhiều cái sự hồ hởi, phấn khởi, thú vị thôi. Thì ở đây nó phù hợp cho số 9, đánh vô. Ok, có nè, spectacular scenery, những cái cảnh mà hết sức ngoạn mục nè, nhiều cái thrill, sợ hãi. Rồi sau đó là liên tục là in which young này, young sea captain rescue terrified villager from volcanic island in the South Sea. Ok, tiếp tục qua phim Air, out of school, ở ngoài trường tốt nghiệp hay gì đây. Here we live through a day in the life of an American teenager who had problems not only with his parents and their boring friend, but also with his first girlfriend, who just doesn't seem to understand him. Ở đây thì chúng ta sẽ sống qua một cái ngày ở trong một cái cuộc đời của một cái thiếu niên người Mỹ, cái người mà có vấn đề không chỉ với cha mẹ mà với những cái bạn bè chán ngắt của họ, và cũng với cái người bạn gái đầu tiên, cái người mà dường như là không có hiểu gì anh ấy hết. Thì vậy cái nội dung mình dịch này nó không có dính gì tới nội dung mà từ câu 6 tới câu 10 mình vừa đọc qua hết, mình bỏ qua ha. Rồi qua tới bộ phim F, A Time of Silence. Don't forget your handkerchief for this story of a young college boy and girl who managed to survive on the pressure of modern life and what an unforgettable wedding scene. Đừng có quên mang theo cái khăn tay cho một cái câu chuyện của một cái chàng trai mà học cao đẳng trẻ và một cô gái, những cái người mà đã thu xếp để survive, tồn tại ha, qua tất cả những áp lực của cái đời sống hiện đại, và nó là một cái cảnh đám cưới mà không thể nào quên được. Như vậy cảnh đám cưới không thể quên được thì hồi nãy mình nhớ có một cái cặp nào muốn coi ha, người nào bên kia mà muốn coi cái bộ phim kết thúc mà nó happy, mình qua mình kiếm lại ha, mình dò vô cái đó trước các bạn. Đây, happy ending. Rồi love story nữa. Như vậy rõ ràng nó đúng cho, thỏa mãn cho cái sell love này rồi. Ok, vậy mình đánh vô 7 là F ha. Tức là gì? Mẹ dẫn mẹ đi coi phim mà câu chuyện về tình yêu mà kết thúc vui vẻ thôi. Thì ở đây là câu chuyện tình yêu giữa một cái chàng trai young college boy, cô gái mà sắp xếp vượt qua tất cả những cái áp lực của
đời sống hiện đại. Và cuối cùng là gì? Một cái màn đám cưới không thể nào quên được ha. Cái dãy số mình đánh F cho một số 7, bên em đánh 7F. Rồi tương tự như vậy mình qua một G, a private party. Ok, wonderful, wonderfully funny comedy which takes place in the 1940s. A reporter and his very worried wife try to save a sheep from a local butcher. The actor really make the most of this clever script. Một cái câu chuyện hài vui vẻ, tuyệt vời, diễn ra vào những năm 1940. Một cái người mà reporter là phóng viên á, và cái người vợ mà đầy lo lắng của anh ấy thì cố gắng cứu một con cừu từ cái tiệm thịt ở địa phương. Những cái diễn viên này thì thật sự make the most là làm cho cái lời thoại script ha rất là thông minh nhất ở trong cái bộ phim hài này. Nhưng mà hồi nãy có một cái người hay là nhân vật nào đó mà quan tâm đến đây, enjoy good laugh, đi xem phim để relax thôi, là số 8 ha. Nhưng mình đoạn số 8 là G. Ok, rồi bên đây vừa phù hợp luôn. Thứ nhất là wonderfully funny comedy. Thứ hai là ở đây mình sẽ có cái actor này thì really make the most of this clever script. Ok, rồi 8 G. Rồi mình còn như vậy là mình đã đủ vô qua hết từ 5 câu ha. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, rồi còn một cái cuối cùng mình dịch luôn ha bạn. Để mình biết là nó không có phù hợp cho cái câu nào bên kia cả. Who shot Malone? Ai đã bắn Malone? It's a surprise. It's a surprise to see so many famous names wasting their time in this dirt detective story. In the end, you find yourself asking, who care? Thật là ngạc nhiên để xem khá là nhiều, rất là nhiều những cái tên tuổi nổi tiếng mà phí cái thời gian của họ trong một cái câu chuyện thám tử mà nhàm chán này. Và cuối cùng thì bạn sẽ tự hỏi là ai quan tâm chứ? Như vậy hồi nãy, nếu mà bạn nhớ cái detective này nè, thì nó có một cái nhân vật ha, hoặc là một cái cặp mà mình quan tâm đến câu chuyện thám tử là ngay chỗ cặp số 10. Đây, họ đặc biệt thích detective story, không quan tâm đến diễn viên gì ở trong phim. Ở đây cũng là câu chuyện detective nhưng mà nó lại rất là đơn detective, và được với cái sự đóng góp của rất là nhiều tên tuổi nổi tiếng. Như vậy nó hơi ngược ngược ha. Cho nên mình, đó là lý do mình không có chọn cái này cho cái cặp số 10. Rồi ok, mình xong part 2 ha các bạn. Rồi tiếp tục mình qua part 3, question 11 to 20. Look at the sentences below about a tour of Australia. Đọc những cái câu ở bên dưới về cái chuyến đi du lịch ở Úc ha. Australia. Read text on the opposite space and decide if each sentence is correct or incorrect. Đọc cái bài văn ở bên trang đối diện và quyết định xem mỗi cái câu này nó đúng hay là sai. If it is correct, mark A on your answer sheet, and if it is not correct, mark B on your answer sheet. Nếu mà đúng thì mình chọn A, viết A lên cái tờ trả lời. Nếu không đúng, viết chữ B trên cái tờ trả lời. Ok, question number 11. If you start your holiday on April 1st, you will return on April 19th. Ok, nếu mà bạn bắt đầu cái chuyến đi của bạn vào ngày 1 tháng 4 ha, thì bạn sẽ quay về vào ngày 19 tháng 4. Ok, như vậy mình sẽ tính xem là từ ngày 1 cho đến ngày 19 này nè các bạn. Mình tính nhanh đi là nó bao nhiêu ngày. Ngày 1 tới ngày 19 thì nó có nghĩa là nó, bạn nào mà tính ngày thì sao? Ngày thì bằng ngày cuối nè, trừ ngày đầu cộng 1. Hoặc là bạn lấy bạn đếm thẳng ngay chỗ này nó là 10, 19 ngày đúng không? Trong khi ở bên đây của mình nè các bạn, mình sẽ thấy clockwise. We show you the very best of Australia on a fully guided 22-day tour. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cái tuyệt vời của sự the very best ha, cái sự tuyệt vời của một cái chuyến đi Úc trên một cái chuyến đi mà có hướng dẫn đầy đủ, chuyến đi 22 ngày. Như vậy ở đây mình thấy 22 day, bên kia mình nói là 19 ngày à. Như vậy số 11 của mình nó sẽ bị sai ha. Mình đi vào ngày 1 thì mình sẽ về vào ngày 22 mới đúng ha bạn. Tại cái tour này tour 22 ngày mà. Vậy số 11 mình đánh là B. Số 12, return flight from Melbourne.
Cái chuyến bay về thì nó sẽ xuất phát từ Melbourne. Ở đây mình thấy return flight ha, from Melbourne. Vậy mình đọc cái tour ha. Bắt đầu for only ha, cái giá chỉ có 1.985 là toàn bộ giá tour. Rồi cái giá này sẽ bao gồm gì đây? Thứ nhất là schedule fly by Australia National Airlines contact from London or Manchester to Perth, return from Melbourne. Tức là cái chuyến bay mà được lên lịch ha bởi cái hãng hàng không quốc gia của Úc nè, rồi Qantas nè, từ London hoặc là Manchester sẽ bay đến Perth rồi quay trở về từ Melbourne. Như vậy người ta nói cái ngày quay về á thì quay về từ Melbourne là đúng rồi ha. Câu 12 của mình là bạn return flight A from Melbourne, vậy mình đánh vô 12 là A ha các bạn. Ok, tiếp tục câu 13. On travel between city in Australia is by plane. Tất cả những cái sự mà đi lại, travel này nè, không phải là du lịch đâu, mà nó còn có nghĩa là bằng chữ go các bạn. Di chuyển đi lại giữa các cái thành phố ở Úc thì được thực hiện by plane. Ok, trong khi đó ở bên đây mình sẽ thấy ha, mình đọc tiếp. After arriving in Perth, Air Australia fly between Perth as Alice Spring, Cairns, Sydney, vân vân. Vậy khúc này là đi bằng máy bay, nhưng mà coach là đi bằng xe khách hoặc xe đò from Sydney to Melbourne via Canberra and Albury. Như vậy ở đây chỉ cần mình thấy được cái xuất hiện của chiếc xe đò ngay chỗ này thôi nè các bạn, là mình sẽ lập tức ngay chỗ này, đó là thông tin của câu 13. Và câu 13 lúc đó nó sẽ là sai, đúng không? Ok, vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô là B ha. Ok, tiếp tục câu 14 là cost cover accommodation and some meal. Cái chi phí á, tức là cái giá vé thì nó bao gồm chỗ ở và một vài bữa ăn. Rồi mình qua bên đây mình sẽ coi tiếp xem là nó include cái gì nè. Tất cả những cái này, cái giá vé nó include cái gì đây? On airport travel, tất cả những cái bay mà quá cảnh, 99 accommodation, in good rate hotel, rồi là có accommodation with full continental breakfast, 19 đêm ở trong một cái khách sạn mà hạng tốt ha, với cái bữa ăn sáng đầy đủ. Ok, như vậy mình sẽ thấy ở đây mình sẽ có accommodation, mình có gì nữa, có breakfast. Như vậy câu 14 của mình nó sẽ là đúng rồi ha các bạn. Ok, giá này nó đã bao gồm là ở và một vài bữa ăn. Như vậy 14 đánh vô là A. Tiếp tục 15. You can make a reservation now for one of next year tour. Bạn có thể đặt ha, giữ, cái này là giữ chỗ bây giờ cho một trong những cái chuyến đi vào năm sau. Ok, vậy mình qua mình coi coi cái khúc nào là đặt chỗ. Mình dò xuống dưới này mình sẽ thấy cái thông tin đặt chỗ sold out for this year, sẽ bán hết vào năm nay, booking now for next year, năm nay là dự định là sẽ bán hết rồi, sau đó bây giờ thì bạn đặt nhưng mà cho năm sau. Nhưng mà ngay chỗ này nó là câu 15 và câu 15 của mình là đúng, bây giờ là mình có thể đặt liền rồi ha các bạn, cho một cái chuyến đi vào năm sau. Câu 16, you have to pay the full price on the day you book. Bạn sẽ phải trả, have to pay full price là trả hết tiền vào cái ngày mà bạn đặt vé. Mình nhớ cái giá vé của mình bên đây á thì nó là 1.985, nhưng mà you have just paid £90 now to be sure of your place on this successful and popular touring holiday next year. Bạn có thể trả chỉ có £90 bây giờ để đảm bảo cái chỗ của bạn trên một cái chuyến đi kỳ nghỉ mà du lịch phổ biến và thành công này vào năm sau. Như vậy ngay chỗ này mình trả hết là bị sai rồi. Ok, vậy mình đánh vô ngay chỗ này là vị trí số 16. Rồi qua bên đây 16 là B ha. Ok, tiếp tục thông tin của cái 17. You can only take this holiday in the spring or autumn. Bạn chỉ có thể đi nghỉ vào mùa xuân nè, hoặc là autumn, mùa thu. Trong khi cái thông tin của mình bên đây, their departure right through the year, có cái sự khởi hành ha, right through suốt quanh năm luôn, không có cái vụ mà mùa xuân với như là bốn mùa luôn á bạn. Như vậy cái câu 17 của mình lại tiếp tục là B, sai ha.
Rồi, câu 18. If you want to go on a sightseeing tour, you will have to pay extra. Nếu mà bạn muốn đi xem một cái tour này mà ngắm cảnh ở thành phố á, thì bạn you have to pay extra, bạn phải trả thêm tiền. Thì bạn lướt nhanh xuống dưới này, mình sẽ có những cái địa điểm mình ghé qua, là thứ nhất ở Perth, thành phố hay gì đó. Thì mình thấy có xem là có sightseeing không? Có sightseeing tour đã được đính kèm. Rồi xuống dưới Alice Springs, mình cũng là tên này thì full sightseeing tour luôn, cũng là full sightseeing. Rồi xuống dưới này Azure Rock gì đó thì có sightseeing không? Không thấy ha. Rồi Great Barrier Reef là cái rặng đá, rặng san hô gì đó, cũng không thấy. Nhưng mà Sydney, ở tại Sydney thì mình sẽ thấy ngay chỗ sightseeing. We include a sightseeing tour. Như vậy bạn có phải trả thêm tiền không? Không, tất cả những thứ đều đã đính kèm hết rồi hả các bạn. Vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô câu 18 của mình, đó là bị sai tiếp. Vé đã bao gồm tất cả những chi phí của sightseeing mà mình không phải trả thêm. The trip to Ajitrok end with a flight. Cái chuyến đi đến Ajitrok này thì kết thúc với một cái chuyến bay. Mình thấy hồi nãy mình có điểm qua ngay chỗ Azure Rock. Thì mình đọc nhanh cuối cùng là Fly on to the lively seaside of Cairns and relax in the sun. Là đúng rồi, kết thúc của ngay chỗ Azure Rock này bằng một cái chuyến bay. Chỗ này là thông tin số 19 ha. Rồi mình sẽ dịch luôn cái khúc này cho các bạn biết là drive to, tức là trước đó là lái xe đến Yula National Park, công viên quốc gia Yulara, visit mysterious Auckland and Azure Rock with its cave and Aboriginal rock painting, thăm cái quyền những cái câu chuyện thần thoại bí ẩn gì đó của Auckland và Azure Rock với những cái hang động và những cái bức tranh bằng đá Aboriginal. Cái này là tên riêng gì đó. Như vậy cuối cùng ngay chỗ 19 này là mình fly on, tức là tiếp tục bay đến cái seaside, là bờ biển, một cái thị xã bờ biển của Cairns và relax, thư giãn dưới mặt trời. Rồi qua câu 20, còn làm câu cuối cùng. Booking is possible 7 days a week. Ngay chỗ này khoa em đánh 19 là chú cái đã. Rồi đặt vé thì có thể thực hiện 7 ngày một tuần. Mình qua cái thông tin ha, xuống dưới này mình không thấy, qua bên đây. Đây nè, đặt vé nè. For us on. Rồi quoting reference for our new full color brochure, tức là yêu cầu sẽ có những cái brochure, là những cái bản tờ bướm, tờ rơi, hoặc là cái quyển giới thiệu á mà sặc sỡ đầy màu sắc. Our office are open, văn phòng của chúng tôi mở cửa Monday to Friday. Rồi vậy làm từ thứ hai tới thứ sáu. Vậy còn thứ bảy chủ nhật thì sao? Rồi thứ bảy thì không có nói, nhưng mà brochure request only on Sunday. Như vậy là chủ nhật á thì chỉ có thực hiện cái gì? Thứ bảy thì không thấy nói ha, nhưng mà chủ nhật là brochure request only, chỉ nhận cái yêu cầu về cái lấy cái brochure, là cái sách quảng cáo thôi, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Như vậy nhận đặt vé của mình á, nhận book á, thì nó chỉ có từ thứ hai đến thứ sáu thôi các bạn. Còn đây thứ bảy không nói, còn chủ nhật là chỉ liên hệ để lấy cái brochure thôi. Như vậy câu 20 của mình đó là sai ha. Mình không thể thực hiện booking impossible 7 days a week được. Rồi, ok, mình xong part 3 ha. Rồi, ok, tiếp tục mình qua part 4. Question 21-25. Read the text and question below. For each question, mark the letter next to correct answer A, B, C, or D on your answer sheet. Đây là dạng bài đọc bài test, sau đó mình trả lời câu hỏi ha, dạng multiple choice. Ok, thì đầu tiên các bạn lướt qua các câu hỏi trước, thì câu hỏi của format cũ nó giống nhau. Hai câu 21, 22 là câu hỏi tổng quát. What are the writer trying to do in the test? Tức là tác giả cố gắng làm gì ở trong bài test này. Thì A là advertise the activity center.
quảng cáo về cái trung tâm này. B, describe some people she met, mô tả một vài người mà cô ấy gặp. Và C, explain how to do certain outdoor sport, giải thích bằng cách nào để làm hoặc là thực hiện một vài cái hoạt động ngoài trời nào đó. Và D, C, how she spend some free time, nói bằng cái cách nào mà cô ấy đã trải qua một vài hoặc là một ít cái thời gian rảnh. Thì câu 21 và câu 22, cả hai câu này đều là dạng tổng quát hết. Bạn phải đọc xong nguyên một bài, bạn mới hiểu được cái ý của tác giả, đúng không? Rồi, vậy chút xíu mình sẽ trả lời hai câu này sau. Câu 22, what can the reader learn from the test? Người đọc biết gì về cái bài test này? A, when to depend on other people at the center, khi nào thì phụ thuộc vào những cái người khác ở tại trung tâm. Và B, how to apply for a place at the center, là bằng cách nào để apply for, là nộp cái đơn vào một cái chỗ, có một cái chỗ ở tại trung tâm ha. Thì câu C, what sort of activity you can experience at the center, cái loại hoạt động nào mà bạn có thể trải nghiệm ở tại trung tâm. Và câu D, which time of year is best to attend the center, cái thời điểm nào trong năm thì tốt nhất để tham dự ở tại trung tâm. Câu 23 và 24, 25 là dạng câu hỏi chi tiết. Như vậy bạn sẽ ưu tiên trả lời ba cái câu này trước. Câu 23, how do you think the brighter mind describes her weekend? Bạn nghĩ như thế nào về cái tác giả có thể mô tả như thế nào về cái kỳ nghỉ của cô ấy? A, nó là interesting, rất là thú vị. Câu B, nó relaxing, thư giãn. Câu D, câu C, nó frightening, rất là sợ hãi. Và câu D là unpleasant, không có vui. 24, what do we learn about the group? Chúng ta học gì về cái group, là cái nhóm người mà tí xíu mình sẽ đọc trong bài. Some of them has been there before, một vài người trong bọn họ thì đã ở đây trước đây rồi. B, they had already chosen their preferred activity, họ đã chọn cái hoạt động mà họ yêu thích hơn. Câu C, some of them already knew each other, một vài trong bọn họ thì đã biết nhau trước đây rồi. Và câu D, they came from the same city, họ đến từ cùng một thành phố. Câu 25, which is the following advertisement describe the activity center, cái mẫu quảng cáo nào dưới đây có thể mô tả về cái trung tâm mà hoạt động này. Cái trung tâm này là chỗ mà họ tới vào cuối tuần. Rồi, A, B, C, D, tí xíu mình đọc trong bài rồi mình là loại ra, mình chọn ha. Ok, mình qua bài test mình đọc ha các bạn. A month ago, I had no idea that on Saturday afternoon in November, I'd be hanging 30 meters above the crowd and enjoy it. Now I look down at the river far below me and realize why people love rock climbing. Cách đây một tháng thì tôi không hề có cái ý tưởng là vào một cái buổi trưa ngày thứ bảy của tháng 11 thì tôi sẽ treo mình lơ lửng là 30 mét cách mặt đất và rất là thích thú với cái chuyện đó. Bây giờ thì tôi nhìn xuống bên con sông pha, tức là xa ở bên dưới tôi, và tôi nhận ra tại sao mà người ta lại yêu thích leo núi. Đó là nội dung của đoạn 1. Đoạn 2, my friend Matt and I had a drive at the activity center on Friday evening. The accommodation wasn't wonderful, but we had everything we need, beds, blankets, food, and we were pleased to be out of the city in the fresh air. Bạn của tôi là Matt và tôi đến ở tại cái trung tâm này vào tối thứ sáu. Cái chỗ ở thì nó cũng không có được tuyệt vời, nhưng mà chúng tôi có mọi thứ mà chúng tôi cần, ví dụ như giường ngủ nè, chăn mền và đồ ăn. Và chúng tôi rất là vui vì đã ra khỏi thành phố ở trong cái bầu không khí trong lành. On Saturday morning, we met the other 10 members of our group. Cameron had come along with two friends, Kevin and Simon, while sister Carol and Clint had come with Amanda. We had come from various places and none of us knew the area. Vào sáng thứ bảy thì chúng tôi gặp cái 10 cái thành viên khác của nhóm chúng tôi. Cameron thì đi cùng với hai người bạn là Kevin và Simon, trong khi chị Carol và Clint á thì đi với Amanda. Hai chị em ha, Carol và Lynx thì đi với Amanda. Và chúng tôi đến từ nhiều cái nơi khác nhau và không ai trong chúng tôi biết được cái khu vực này.
Ok, mình qua cái đoạn C cuối cùng. Winnie, we were going to spend the week outdoor, but none of us were sure exactly how. Half of us spent the morning caving, while the other went rock climbing, and then we changed at lunchtime. Max and I went to the cave first. Climbing out were harder than going in, but after a good deal of pushing, we were out at last. Covered with mud, but pleased and excited by what we done. Chúng tôi biết là chúng tôi sắp sửa sẽ trải qua một cái tuần, một cái những cái ngày nghỉ cuối tuần ở bên ngoài, nhưng mà không ai trong chúng tôi biết chính xác là bằng cách nào. Phần nửa chúng tôi trải qua buổi sáng ở trong hang động, trong khi phần còn lại thì đi leo đá ha các bạn, leo lên đá, và rồi chúng tôi đổi vào giờ trưa. Matt và tôi thì đi vào trong hang động đầu tiên, đi trước. Leo ra ngoài thì có vẻ nó khó hơn là đi vào trong, nhưng mà sau cùng thì sau đó thì after good deal pushing, sau một cái nỗ lực mà đẩy các bạn, thì chúng tôi cũng cuối cùng cũng ra ngoài, phủ đầy bùn, nhưng mà rất là vui và hào hứng bởi những gì mà chúng tôi đã làm. Đó là toàn bộ nội dung của bài test. Và như vậy chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi chi tiết là câu 23 trước. How do you think the brighter mind describes her weekend? Ở dòng cuối cùng mình sẽ thấy ha, cô ấy rất là interesting. Cái tác giả của bài viết này nè, cảm thấy là có một cái ngày cuối tuần interesting ngay chỗ vị trí của dòng cuối này. But after a good deal, we were out at last, covered with mud, but đây, but pleased and excited by what we did. Đó là nội dung ha. Có thể mình sẽ lấy ngay chỗ vị trí này, nó là trả lời cho câu 23. Còn mình sẽ thấy ngay chỗ là relaxing, thư giãn. Có thư giãn không các bạn? Không có ha. Bởi vì rất là vất vả, ngoài cái chuyện đi vô động rồi còn phải leo đá nữa thì cho nên sẽ không có. Frightening thì cái ý này không có nói, còn unpleasant, không vui, không hài lòng thì cũng không có. Câu 24, what do we learn about the group? Some of them has been there before. Câu này bị sai. Câu này lỗi luôn. Là ngay chỗ cái vị trí này nè các bạn, chưa ai trong chúng tôi, cuối dòng cuối cùng của đoạn thứ 3, we had from favorite places, but none of us knew the area. Chưa ai trong chúng tôi biết cái khu vực này hết. Như vậy cái này nó sẽ trừ câu 23, tức là lỗi được câu 24 A. Mình sẽ đánh vô đây là trừ 24 A. Tiếp tục ở bên đây nè, cũng dòng này luôn, nó sẽ cho mình trừ tiếp nè. They came from the same city. Trừ luôn 24 đi. Lỗi luôn câu 24 đi. Bởi vì sao? We had come from various places. Chứ đâu có ai trong chúng tôi mà đến cùng thành phố đâu. Đến từ nhiều nơi khác nhau mà. 24 đi. Ok, rồi. Còn lại cái dòng B của mình là they had already chosen their refer activity. Câu này bị sai luôn. Nó nằm ở ngay chỗ này nè. Chúng tôi biết là chúng tôi sẽ đi ra ngoài. Đây, spend the weekend outdoor, but none of us were sure exactly how. Không ai biết là chính xác là bằng cách nào hết. Như vậy ngay chỗ cái dòng này nó lại lỗi tiếp cho mình câu 24B nữa các bạn. Mình lại ghi ngay đây ha, mình trừ 24B. Ok, trừ 24B. Như vậy thì chỉ còn một cái ý C là lựa chọn cuối cùng. Some of them already knew each other, đúng không? Mặc dù cái ý này nè, mình chỉ thấy nó thể hiện ở ngay chỗ này nè. Tất cả là nhiều lắm. Ngoài hai người bạn đến vào ngày thứ sáu là Matt và tôi á, thì 10 thành viên khác đến, thì mình sẽ thấy nè, thứ nhất là Cameron thì đến với hai người bạn là Kevin và Simon, vậy họ biết nhau, họ là bạn bè mà. Rồi hai chị em Carol và Clint này thì là hai người này chị em đương nhiên phải biết nhau. Rồi đi với Amanda, còn họ biết hay không không biết, nhưng mà rõ ràng ở chỗ này là sum up cái group này nè thì họ biết nhau trước đây rồi. Như vậy 24 mình sẽ chọn là C, câu 24 này. Rồi tiếp tục mình qua câu 25. Cái mẫu nào ở dưới đây nè, cái quảng cáo thì mô tả thích hợp nhất cho cái trung tâm mà của cái mấy cái hoạt động này. Câu A, activity center, setting beautiful countryside, ấy này không có bị sai. Accommodation and meals provided, vẫn ok luôn. Make up your own timetable,
Make up là hãy làm ha, your own timetable, cái lịch trình riêng của bạn. Cái ý này không anh không hề nói, ý này có thể xài. Children for a variety of activity, và lựa chọn từ nhiều cái hoạt động khác nhau. Horse riding, ý này không có nói, bị sai ha. Rồi fishing cũng không có nói, hill walking không có, sailing không có luôn, mountain biking không có. Như vậy cái câu A này nó sẽ bị sai, mình lỗi nó đi. Rồi mình qua cái B. Activity center set in beautiful countryside, accommodation provided, đúng. Work with a group, đúng. We show you a range of outdoor activity that you didn't realize you could do. Chúng tôi sẽ cho bạn nhiều cái hoạt động ở bên ngoài và bạn không thể nhận ra là bạn có thể làm được. Vậy nguyên cái nội dung của B này nè, không có cái nào sai hết, thì mình tạm để nó, mình qua tiếp cái C. Activity center setting beautiful countryside, enjoy luxury of our accommodation, ý này bị sai. Hãy thưởng thức ha cái chỗ ở mà sang chảnh của chúng tôi. Each room has its own bathroom, mỗi một cái phòng thì nó lại có cái phòng tắm riêng. Work with a group, làm việc cùng với nhóm. All have individual teaching, và có individual là cái giảng dạy mà cá nhân luôn. Trong khi cái ý mà dạy cá nhân á, thì không có nói. Còn cái phòng tắm sang chảnh và cái chỗ ở sang chảnh thì nó bị sai. Accommodation wasn't wonderful. Vậy hai chỗ này mình sẽ loại được câu 25. Đây, mình sẽ loại được 25C luôn ha các bạn. Không có cái ý là phòng tắm, chỗ ở sang trọng gì cả. Rồi, tiếp tục mình qua cái D. Activity center set in beautiful countryside. You can spend the day doing outdoor activity. And we will find your accommodation with a local family. Cái ý này cũng sai luôn. Không có chỗ ở của các bạn thì không phải ở với cái gia đình ở cư dân địa phương, mà chỗ ở này là chỗ ở với chính ở trong ngay chỗ trung tâm này luôn. Chỉ có điều nó không được sang chảnh thôi. Như vậy mình sẽ quay lại, mình chọn cái cuối cùng của mình chính là B, là cái mẫu quảng cáo thích hợp nhất cho trung tâm này. Rồi sau khi làm xong hai câu chi tiết thì ba câu chi tiết, bạn sẽ quay về, bạn chọn hai cái câu tổng quát là câu 21. Tác giả cố gắng làm gì trong cái bài test này? Thì rõ ràng tác giả chỉ có say how she spends some free time thôi, tức là nói là bằng cách nào mà cô ấy đã trải qua cái thời gian rảnh của mình, tức là vào cuối tuần đến trung tâm, vừa đi leo đá và vừa đi vô trong hang, chứ còn không có cái ý nào là quảng cáo cho cái trung tâm này hết. Hãy đến đây đi, nó tốt lắm rồi kia, không có ha. Rồi hoặc là mô tả một vài người, cũng không có mô tả luôn, mà cô ấy gặp. Rồi explain how, mô tả how to do cũng không có. Như vậy là how to do a certain spot này cũng không có luôn. Rồi câu 22, what can the reader learn from the text, tức là sau khi mình đọc xong thì mình sẽ thấy cái ý mà rõ nhất là what sort of activity you can experience at center. Đó là cái loại hoạt động là leo vô trong hang và leo đá. Còn which time of year, thời điểm nào tốt nhất trong năm là không có nói. Hoặc là bằng cách nào để nộp đơn cho một cái chỗ tại trung tâm cũng không có luôn. Còn when to depend on other people cũng không có luôn. Như vậy sau khi mình đọc xong hết ý của mà các bạn nhớ, các bạn sẽ chọn được cái hai cái câu tổng quát này. Đó là cái cách làm chung cho cái part 4 của cái format cũ. Còn như vậy part 4 một cái format mới thì mai mốt gặp thầy sẽ giảng cho các bạn sau. Có thể là mỗi một cái đoạn nó tương ứng với một câu. Còn ở đây rõ ràng nó nằm rải rác thì mình phải làm những cái câu mà mang tính chất chi tiết trước. Rồi sau đó mình mới quay trở lại mình chọn cái câu mà của tổng quát sau ha. Ok, mình xong part 4 ha các bạn. Rồi ok, mình qua part 5. Question 26 to 35. Read the text below and choose the correct word for each space. Đọc cái đoạn văn ở bên dưới, chọn cái từ đúng vào mỗi cái ô trống for each question. Mark the letter next to correct word A, B, C, or D on your answer sheet. Đối với mỗi cái câu hỏi thì bạn sẽ đánh cái ký tự là A, B, C hoặc D vào cái tờ trả lời. Ở đây người ta có hướng dẫn làm bài, tức là mình tô đen như thế này. Ok, rồi mình học về the first woman scientist, nhà khoa học nữ đầu tiên. Hypatia were, ví dụ người ta cho rằng là were born ha, in Alexandria, Egypt in 2070 AD. Hypatia được sinh ra ở tại Alexandria ở Ai Cập vào năm 370 trước công nguyên. For many centuries she were...
only woman scientist to have placed in the history books. Trong nhiều thế kỷ thì cô ấy, mình thấy chữ ở đây là only thì mình chọn giới từ the liền ha các bạn. Điềm và mình đọc cái này là the only woman scientist to have place in the history book. Người phụ nhà khoa học nữ duy nhất có vị trí ở trong sách lịch sử. Vậy số 20, 6 mình sẽ chọn là B. Rồi tiếp tục. Hypatia's father were director of Alexandria University. Cha của Hypatia là giám đốc của trường đại học Alexandria. And he, ở đây mình thấy chữ sure ha, thì mình sẽ chọn là make sure. Đảm bảo rằng his daughter had the best education available. Đảm bảo rằng con gái của ông ấy thì có cái nền giáo dục tốt nhất mà có sẵn, có thể. This was unusual as most women then had few to study. Cái điều này không bình thường bởi vì hầu hết phụ nữ vào và rồi hoặc là thời điểm đó, thì hầu như ở đây mình có lượng từ few, hầu như cái gì đó để học tập. Thì mình qua câu 28 mình có hầu như không có gì các bạn, mình chọn cơ hội ha. Ok, hầu như không có cơ hội để học tập. Thời điểm ngày xưa người ta không có trọng nam khinh nữ gì đó. Vậy số 28 mình sẽ chọn là opportunity, điền vô đây. Opportunity, opportunity. Thầy thu nhỏ là cái này để em thôi mình nhìn không thấy. Tí xíu mình sẽ đọc lại cho nó thuận miệng hay không. After studying in Athens and Rome, Hypatia returned to Alexandria. She began teaching mathematics. Sau khi mà học ở tại Athens và Rome. Athens là một thành phố của Hy Lạp, Rome là một thành phố của La Mã gì đó. Đại khái đây là hai cái tên riêng. Thì Hypatia quay trở về Alexandria, cũng là tên của một thành phố. Ở phía mình xét cái câu phía sau, vị trí số 29, she began, cô ấy bắt đầu teaching, dạy toán. Như vậy câu sau đủ thành phần, vị trí số 29 mình sẽ chọn trạng tử where. Ok, còn how, there, which. Which nếu câu sau mà không đủ thành phần á, thì mình chọn which để nó làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. How và there thì không hợp. Vậy ngay chỗ này mình sẽ chọn là A, tức là where. Ok, nơi mà cô ấy bắt đầu dạy toán. Rồi tiếp, she soon become famous. Mình có famous thì famous for ha các bạn. Ở sau nó là một cái danh từ đây. Famous for her knowledge of new idea. Nổi tiếng về kiến thức và về những cái ý tưởng mới. 30 mình chọn là for. Rồi mình đánh vô 30 ngay chỗ này. For. 31 because but or as thì mình sẽ đọc tiếp. Ở chỗ này là we have no copy of her book. Chúng ta không có một cái bản sao chép nào về sách của cô ấy. We know that she wrote several important mathematical works. Cô ấy đã viết rất là nhiều những cái công trình toán học. Như vậy thì nó ở đây nó quan hệ tương phản, mình sẽ chọn là but ha các bạn. Chúng ta không có bất kỳ một cái bản sao chép nào về sách của cô ấy. Mặc dù chúng ta biết là cô ấy viết rất là nhiều những cái công trình toán học quan trọng. Ok, vậy số 31 mình chọn là but. Tiếp theo số 32, mình đọc tiếp ngay chỗ này. Hypatia were also interested in technology and several scientific tools to help with her work. Vậy ngay chỗ này nè, mình sẽ xét về nghĩa thì mình sẽ chọn là invented, phát minh ra mấy cái công cụ. Học về công cụ để giúp thì không được, experience thí nghiệm, did thì làm không có hợp. Như vậy ngay chỗ này mình sẽ chọn là invented several scientific tool to help with her work. Hypatia thì cũng rất là hứng thú tới công nghệ ha, hoặc là kỹ thuật, và cô ấy đã phát minh phát minh ra rất là nhiều những cái dụng cụ về khoa học để giúp những cái công trình của cô ấy. Rồi tiếp, many rulers were afraid of science. Ngay chỗ này mình sẽ chọn là thời đại, thời điểm đó thì nó là at that time. Còn mấy cái khác nó sẽ không hợp các bạn. Đây, year hoặc là period hoặc là day. Thì cái at that time, time ngoài nghĩa thời gian, nó còn là thời điểm, thời đại. Vào lúc đó
thì nhiều những cái người mà cai trị á, ruler đây là mấy người cai trị rất là sợ khoa học. Connected with its were in danger. Vị trí số 34 này mình sẽ có anyone, nobody, or something, thì mình sẽ chọn là anyone. Bất kỳ ai mà liên quan đến đến gì đến khoa học thì sẽ bị nguy hiểm. One day in March 415, Hypatia, ở đây mình có attacked in the street and killed, tấn công trên đường phố và giết. Như vậy mình sẽ chọn cái nghĩa bị động ở đây là was, ok, bị tấn công ha. Ở chỗ này nãy là anyone, mình gọi vô 34 là anyone. Ok, rồi mình đánh dấu qua bên đây cái đã. Cái cuối cùng mình là words. Ok, rồi thầy đọc lại cho các bạn một lần nữa ha. Sau khi làm xong thì mình đọc lại lần nữa, mình xem xét về nghĩa với tất cả mọi thứ nó có tròn trịa không để mình quyết định. The first woman scientist, Hypatia, were born in Alexandria in Egypt in 370 AD. For many centuries, she was the only woman scientist who had a place in the history books. Hypatia's father were director of Alexandria University, and he made sure his daughter had the best education available. This was unusual, as most women then had few opportunities to study. After studying in Athens and Rome, Hypatia returned to Alexandria, where she began teaching mathematics. She soon became famous for her knowledge of new ideas. We had no copy of her books, but we know that she wrote several important mathematical works. Hypatia were also interested in technology and invented several scientific tools to help with her work. At the time, many rulers were afraid of science, and anyone connected with it were in danger. One day in March 415, Hypatia were attacked in the streets and killed. Rồi, mình xong part 5 của test 1 các bạn.